Thời gian gần đây, cựu vương Liên minh huyền thoại châu Âu là G2 Esports đã chính thức công bố đội hình thi đấu trong mùa giải 2023 của họ. Với sự trở lại của Mikis kết hợp cùng siêu xạ thủ bạn thân anh Khánh Hans Sama, đây hứa hẹn sẽ là một G2 Esports sáng cửa vô địch hơn là chúa hề 2 ở mùa giải trước. Thế nhưng chắc chắn dù có cố gắng thay máu lực lượng như thế nào đi chăng nữa, G2 Esports cũng sẽ phải mất rất lâu hoặc thậm chí là không bao giờ có thể quay trở lại thời kỳ hoàng kim nhất vào năm 2019. Đó là một giải thành công nhất và cũng điên rồ nhất trong lịch sử đội Liên minh huyền thoại của G2 Esports mà không một hề hai con nào có thể quên được. Hôm nay anh em hãy cùng MGN Esports nhìn lại một năm 2019 hào hùng của G2 Esports với đội hình Liên minh huyền thoại mạnh nhất từng xuất hiện ở lục địa già nhé. Đừng quên ấn nút subscribe để ủng hộ cho tôi đấy. Giờ thì bắt đầu thôi. Khởi đầu của huyền thoại G2 Esports 2019 là vào thời điểm cuối mùa giải 2018, sau khi đại kình địch Fnatic của Samurai đen trắng thất bại trong trận chung kết thế giới. Trước đó chưa lâu, G2 Esports cũng bị đối thủ đánh bại Fnatic ở chung kết là Invictus Gaming loại tại vòng bán kết. Những trận thua đáng tiếc ở đấu trường quốc tế này của cả Fnatic và G2 đã báo hiệu một phiên chợ đồng đầy hấp dẫn sắp sửa diễn ra với nhiều quả bom tấn khó lường. G2 sau một năm xây dựng lại từ đầu và phải chơi với một đội hình tương đối chắp vá, quyết định sẽ đánh một nước cờ tất tay để thể hiện tham vọng bá chủ trong năm 2019. Perth, thủ lĩnh, người được chọn để làm hạt nhân của hề 2, đã đến gặp chủ đội là Ocelote để trình bày ý tưởng điên rồ sẽ giúp G2 trở thành cái tên hùng mạnh nhất. Perth nói với Ocelote, anh muốn chuyển xuống chơi xạ thủ và vị trí đường giữa sẽ dành cho một tuyển thủ khác. Dẫu biết rằng G2 từng thống trị châu Âu, nhưng khi tiến ra đấu trường thế giới họ lại thường thất bại vì thiếu đi một ngôi sao lớn như Perth chơi ở vị trí xạ thủ. Nhưng ở thời điểm đó, Perth vẫn đang là midlaner hàng đầu LCS châu Âu, thậm chí còn một tay gồng gánh G2 không được đánh giá cao lọt sâu vào tận top 4 chung kết thế giới. Vì vậy, việc anh đánh xạ thủ xem chừng là một lời thì thầm của đá, đồng thời đó cũng mang đến cho G2 một bài toán nan giải. Ở châu Âu, ai đủ sức thay thế một siêu sao đường giữa như Perth? Ocelote dĩ nhiên là vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị mà Perth đưa ra, nhưng với tư cách không chỉ là sếp lớn G2 mà còn là một người anh thân thiết, Ocelote vẫn để Perth nói kế hoạch của mình. Perth dĩ nhiên đã chuẩn bị trước một cái tên sẽ đảm nhận vai trò mình để lại. Perth nói rằng trên thế giới chỉ có hai người mà anh sẵn sàng nhường vị trí đường giữa, một là Faker, hai là Caps. Cả hai chắc chắn là những cá nhân xuất chúng ở vị trí thi đấu của mình. Faker không cần phải bàn quá nhiều về tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử. Còn Caps cùng với Perth là midlaner số 1 châu Âu trong suốt mùa giải 2018. Những màn trình diễn vô cùng xuất sắc đã giúp Fnatic thống trị hai mùa giải LCS EU và suýt thì vô địch chung kết thế giới 2018 đã chứng minh rõ ràng đẳng cấp của Caps, siêu sao thế hệ mới tại lục địa già. Nếu như Faker hoặc Caps được chọn để thay thế cho Perth, chắc chắn sẽ không có sự phản đối nào. Thế nhưng cả hai lại gần như bất khả xâm phạm. Faker chắc chắn sẽ không bao giờ rời khỏi SKT T1. Còn một viên ngọc quý như Caps, Fnatic làm sao có thể để rơi vào tay đại kình địch của họ được. Lúc đó thì như thế, nhưng G2 thì lại nghĩ khác. Có lẽ khi Ocelote và Perth đã cùng suy nghĩ về Caps, thì siêu sao người Đan Mạch gần như đã thuộc về G2 Esports. Với sự thuyết phục trong kế hoạch tương lai của hề 2, cuối cùng quả bom tấn khủng nhất lịch sử chuyển nhượng Liên minh huyền thoại châu Âu đã phát nổ. Ngày 29 tháng 11 năm 2018, 4 ngày sau khi Fnatic thông báo họ đã không thể giữ chân được Caps, tiểu Faker cũng chính thức trở thành người của G2 Esports. Gia nhập cùng lúc với Caps còn có Mikis, cựu hỗ trợ của Sply, từng tham dự chung kết thế giới năm 2016. Và như vậy, G2 Esports đã hoàn tất đội hình chuẩn bị cho mùa giải 2019 với sự góp mặt của Wonder đường trên, Giang Văn Cốt đi rừng, Caps đường giữa và bộ đôi xạ thủ hỗ trợ đường dưới đó là Perth cùng Mikis. Về lý thuyết, đây là một dàn lực lượng tương đối hoàn hảo cho G2 khi có sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đặc biệt, việc cùng lúc sở hữu cả Caps và Perth trong đội hình không khác gì chiêu mộ thành công Messi cùng Ronaldo cả. Ocelote đã khẳng định như vậy. Giờ đây, G2 Esports sẽ bắt đầu LEC mùa xuân 2019 với hai người chơi đường giữa hay nhất châu Âu đứng chung một chiến tuyến. Và đúng như cái danh giải ngân hàng của họ, hề 2 đã có một giai đoạn mùa xuân vô cùng thăng hoa. Caps vẫn như thế, vẫn là tiểu Faker ao trình hoàn toàn những đường giữa còn lại nhờ kỹ năng cá nhân hết sức kinh dị. Còn Perth, siêu sao người Croatia thi đấu xạ thủ xuất sắc hơn rất nhiều so với những gì fan kỳ vọng ở anh trong vai trò này. Nhờ phong độ thi đấu rất cao từ hai mũi nhọn chủ lực, G2 tuy vẫn để thua vài trận đấu có lẽ do chưa hoàn toàn ăn khớp hoặc là giỡn nhưng vẫn có thể đứng nhất vòng bảng để chiếm ưu thế trong vòng playoff. Tại kỳ playoff LEC đầu tiên của Super Team G2, Caps và đồng đội chỉ phải đánh hai loạt trận BO5 trước cùng một đối thủ đó là Oregon. Trong trận đấu đầu tiên ở vòng 2, G2 dễ dàng hạ gục đối thủ với tỷ số 3-0.
Đến lần tái ngộ trong trận chung kết tổng, Hề Hai lại tiếp tục hủy diệt Oregon 3-0 với những ván thắng đầy dễ dàng và thư thả. Sự vượt trội hoàn toàn của Jitsu so với kẻ thách thức là quá khủng khiếp. Điều này cũng thiết lập luôn cho các Samurai đen trắng một kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đó là chiến thắng trận chung kết nhanh nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại châu Âu. Chức vô địch LEC thứ 3 liên tiếp cho Caps, thứ 5 cho Perth và lần đầu tiên lên đỉnh của bộ ba Wunder, Giang Văn Cốt và Mickey's. Tất cả đã khép lại một mùa xuân ngọt ngào cho gã khổng lồ Jitsu. Trước sức mạnh đáng sợ từ giải ngân hàng này, châu Âu thực sự đã hy vọng rất nhiều vào một danh hiệu vô địch MSI cho Jitsu Esports cho lục địa già. Không lâu sau đó, Mid-Season Invitational 2019 diễn ra và các tuyển thủ Hề Hai đã hành quân đến Việt Nam, quê hương thứ hai của họ. Rõ ràng rất nhiều người đánh giá cao Jitsu sau màn trình diễn áp đảo của Samurai đen trắng tại giải quốc nội. Nhưng đứng trước những cái tên sừng sỏ từ châu Âu như Invictus Gaming hay đặc biệt là SKT T1 thì cái tên Jitsu vẫn chưa đủ sức nặng. Và rồi ngay trong trận đấu khai màn vòng đấu bảng, Jitsu Esports đã cho Faker và đồng đội biết thế nào là lễ hội. Một chiến thắng hủy diệt hoàn toàn chỉ trong vòng 26 phút thi đấu, dường như đã khiến nhà vô địch LCK bị sốc, còn Jitsu dõng dạc chứng minh với cả thế giới thấy rằng họ thực sự rất mạnh. Địa chấn lại một lần nữa xảy ra trong trận lượt về giữa nhà vô địch châu Âu và gã khổng lồ Hàn Quốc. Tưởng rằng sau khi sốc lại được tinh thần với những chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn, SKT sẽ phục thù thành công. Thì Jitsu một lần nữa khiến đội tuyển của Quỷ Vương và tất cả những ai theo dõi trận thơ hùng phải choáng ngợp với con bài Pi đường trên. Và chắc chắn đó là một chiến thắng áp đảo thứ hai của Jitsu trước SKT khi mà Pi đã pressing toàn bộ bản đồ kết hợp cùng những vị trí khác cùng di chuyển đầy tinh quái để không cho đội tuyển Hàn Quốc một phút giây dễ thở nào. Mặc dù để thua những trận đấu lãng xẹt trước đại diện chủ nhà và gã hàng xóm Team Liquid, nhưng hai thắng lợi quan trọng giành được trước SKT đã giúp Jitsu Esports thành công góp mặt trong vòng bán kết và đối thủ của Samurai đen trắng vẫn tiếp tục là SKT T1. Cả hai đã cống hiến một trong những trận BO5 hấp dẫn nhất lịch sử Liên minh Huyền thoại, nhưng lần này SKT đã không còn là người thắng trận đấu kinh điển như thế này nữa. Kẻ nở nụ cười sau cùng lại chính là Jitsu Esports với phong cách cấm chọn và chiến thuật vô cùng dị biệt mang đậm bản sắc châu Âu. HBSKT và chỉ phải đối đầu với Team Liquid ở trận chung kết. Chức vô địch MSI chưa bao giờ gần với Jitsu hơn thời điểm đó. MGN Esports cũng đã làm một video mở băng trận đấu kinh điển này. Anh em nếu thích có thể tìm lại để xem nhé. Gần như là lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu quốc tế của Liên minh Huyền thoại, trận chung kết sẽ diễn ra với sự góp mặt của hai kình địch châu Âu và Bắc Mỹ. Mặc dù trên lý thuyết, Team Liquid vẫn ngang cờ với Jitsu khi sở hữu đội hình toàn sao của LCS và vừa bất ngờ giành chiến thắng trước đương kim vô địch thế giới IG để lọt vào chung kết. Nhưng trong thực tế, lỏng le không hề có cơ hội trước một Jitsu Esports đang quá toàn diện. Chỉ trong vòng 3 ván đấu ngắn ngủi, Jitsu đã đè bẹp Team Liquid với tỷ số 3-0 để dứt điểm gọn gàng trận chung kết nhanh nhất lịch sử các giải đấu Liên minh Huyền thoại thế giới. Kỷ lục nối tiếp kỷ lục, Jitsu Esports cũng chính là đội tuyển phương Tây đầu tiên trở thành nhà vô địch quốc tế kể từ chung kết thế giới mùa 1. Sau gần 8 năm dài, ngôi vô địch đã quay trở lại với lục địa già, gọi tên những người hùng Jitsu Esports. Sau mùa Mid-Season Invitational lịch sử, các đảng viên Quân Đần, Giang Văn Cốt, Subin Hoàng Caps, Phước và Minh Kích trở lại châu Âu với phong thái vô cùng ngạo nghễ của những nhà vô địch. Và tại LEC mùa hè năm đó, bước đệm tới đấu trường chung kết thế giới 2019, Jitsu Esports cũng lại tiếp tục trên cờ tất cả các đội tuyển khác. Thậm chí sự ao trình của Hề Hai còn được thể hiện rõ qua những lượt chọn tướng vô cùng giải trí để chiều người hâm mộ mà cuối cùng vẫn đứng nhất vòng bảng. Thế nhưng tâm thế thi đấu đùng đỉnh của Jitsu đã lần đầu tiên gặp một thách thức thực sự ở vòng playoff sau đó. Đại kinh địch của họ là Fnatic như thường lệ đã chơi như lên đồng tại giải mùa hè. Đối đầu với Jitsu ở vòng 2, đội tuyển cũ của Subin Hoàng Caps đã thi đấu cực kỳ hay để dẫn trước 2-0, đẩy nhà đương kim vô địch của LEC vào tình thế sắp bị quét sạch lần đầu tiên trong năm 2019. Nhưng rồi bản lĩnh của nhà vua đã lên tiếng đúng lúc. 3 ván đấu sau đó là 3 lần mà Jitsu Esports thiết lập lại trật tự trước Fnatic. Chung cuộc tỷ số 3-2 dành cho Hề Hai đánh dấu cú lượn ngược dòng ngoạn mục của đương kim vô địch MSI. Vượt qua cửa tử, nhưng trước mắt của Jitsu vẫn còn một trận chung kết tổng tranh chiếc cúp LEC nữa và đối thủ sẽ gặp gỡ họ tại Athens huyền diệu, tiếp tục là Fnatic. Siêu kinh điển châu Âu một lần nữa tái hiện tại đất thánh Hy Lạp và đúng như kỳ vọng từ mọi người hâm mộ giải đấu, đó có lẽ là trận thơ hùng giàu cảm xúc nhất giữa hai kình địch Jitsu và Fnatic từ trước đến nay. Fnatic lại là đội dẫn trước, Jitsu nhanh chóng gỡ hòa, nhưng rồi màu áo đen cam lại tiếp tục vươn lên với tỷ số 2-1. Lần thứ hai chỉ trong vòng vài ngày, nhà vua MSI bị dồn vào thế chân tường. Và cũng một lần nữa, tinh thần cứng như thép, bản lĩnh của nhà vô địch đã gọi tên Jitsu Esports thay vì Fnatic. Trận chung kết mùa hè khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho Jitsu và cú té ghế kinh điển của đảng viên Giang Văn Cốt. 3 trên 4 chiếc cúp vô địch lớn đã được Hề Hai thâu tóm hết trong năm 2019. Giờ đây họ chỉ còn cách Grand Slam đúng một danh hiệu nữa, đó là chung kết thế giới, đấu trường danh giá nhất của Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp.
Nhà đương kim vô địch MSI đến với chung kết thế giới 2019 trên sân nhà châu Âu với vị thế là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương. Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một đội tuyển đến từ phương Tây lại được đánh giá cao đến như vậy trước thềm chung kết thế giới. Không làm cho người hâm mộ thất vọng, Jisoo đã đánh bại siêu tân binh Griffin đến từ LCK ngay trong trận đầu tiên của vòng bảng. Mặc dù sau đó gặp đôi chút chệch choạc và bị đối thủ phục thù hai lần liên tục, đồng thời mất luôn ngôi đầu bảng, nhưng việc lọt vào vòng tứ kết với vị trí hạng nhì vẫn không thể khiến giới chuyên môn đánh giá thấp nhà vô địch MSI. Đối thủ của Jisoo tại tứ kết là Damwon Gaming, một hiện tượng của mùa chung kết thế giới năm đó khi đả bại cả hai ông lớn là Invictus Gaming và Team Liquid để đứng nhất bảng tử thần. Nhưng rồi trong một đêm thi đấu quá thăng hoa, Jisoo Esports đã hủy diệt hoàn toàn bộ ba quái vật Nuguri Canyon và Soulmarker bằng những pha trình diễn kỹ năng mãn nhãn. Thắng lợi 3-1 trước Damwon đã đẩy đưa Jisoo tiến bước và gặp gỡ một đối thủ vô cùng quen thuộc tại vòng bán kết SKT T1. Jisoo đánh bại SKT một lần nữa tại Đài Loan và sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu hung thần LCK lại tiếp tục đánh bại đế chế áo đỏ một lần nữa ở Madrid. Càng ngọt ngào hơn nữa khi trận BO5 hấp dẫn kết thúc bằng một pha thi đấu mãn nhãn của Perth với Yasuo, vị tướng mà người chơi Liên Minh Huyền Thoại nào cũng thích. Trận thắng ở MSI có thể được giải thích là vì SKT vẫn chưa thể thích nghi với thời đại để chơi đôi công cùng Jisoo. Nhưng tại lần tái ngộ ở chung kết thế giới, khi nhà vua LCK đã cố gắng hết sức có thể để thi đấu chủ động hơn cả đối thủ, nhưng đơn giản là gần như bất khả thi tại thời điểm đó để SKT đánh bại một Jisoo vô cùng tinh quái. Và lục địa già lại có một đêm không ngủ khi chứng kiến đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử gục ngã trước đội hình mạnh nhất châu Âu từng sản sinh ra. Có mặt trong trận chung kết, chức vô địch thế giới và cú Grand Slam vô tiền khoáng hậu lại ở rất gần với Jisoo Esports. Cả châu Âu đã hy vọng, thậm chí rất nhiều fan trên thế giới từ không thích sự tấu hề quá đà của Jisoo cũng chuyển sang dành sự ủng hộ cho họ sau khi chứng kiến những màn trình diễn quá đẹp mắt. Thế nhưng đứng trước FunPlus Phoenix của thầy ba hàng hiệu, cái tên quái kiệt thực sự của mùa giải năm đó, Jisoo đã bất ngờ đánh mất hoàn toàn chính mình. Sau 3 ván thi đấu cũng có thể xem là rất nhanh, FunPlus đánh bại Jisoo Esports để trở thành nhà vô địch thế giới năm 2019. Giấc mộng mang cúp về với châu Âu, giấc mộng Grand Slam đã tắt. Mùa giải huyền thoại của Jisoo Esports cũng khép lại ở đó, theo cách không thể nào cay đắng hơn. Đến nay, nhiều năm đã trôi qua, những thành viên Jisoo năm nào cũng đã rời đội gần hết. Chỉ còn lại Sobin Hoàng Caps và Minh Kích cũng chỉ mới trở lại gần đây. Nhưng chắc chắn, không một fan hề hay một người châu Âu nào có thể quên được mùa giải 2019 vô cùng kỳ diệu. Jisoo Esports của năm đó thực sự đã mê hoặc rất nhiều trái tim yêu mến Liên Minh Huyền Thoại bằng hình ảnh vô cùng giải trí của mình, nhưng đồng thời cũng là một tập thể mạnh toàn diện trên sân thi đấu. Cùng với SKT T1 2015, Jisoo năm 2019 là đội gần nhất với cú Grand Slam của Liên Minh Huyền Thoại, khi mà H2 chỉ còn cần 3 ván thắng nữa thôi. Nhưng trước vô địch thế giới, thứ mà Jisoo đã sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có được, đáng tiếc thầy lại không gọi tên họ. Và âu rằng sự sở giang này cũng khiến đội hình mạnh nhất châu Âu từng sản sinh ra trở thành một huyền thoại.